Xin chào các em, hôm nay anh Bò Sữa sẽ hướng dẫn các em vẽ con bạch tuộc. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ phần đầu của chú bạch tuộc. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần chân của chú bạch tuộc. Sẽ trang trí thêm các cái phần bên cạnh của chân của chú bạch tuộc. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ mắt của chú bạch tuộc. Miệng của chú bạch tuộc đang cười. Tiếp đến chúng ta sẽ trang trí những cái hình tròn tròn bên cạnh chú bạch tuộc. Tô điểm thêm những cái bên cạnh như chú bạch tuộc. Như vậy là anh đã hoàn thành chú bạch tuộc.